Đổi vàng lấy khoai. Ngày xưa có ông bá hộ lòng dạ rất nhân từ, ngày rằm tháng 7 ông đốt nhang đèn, bày bánh cúng, bánh cắp để các cô hồn về hưởng. Gần nhà ông có một chòm mã hoang, đêm đó ai mua dầu không? Dầu đây, dầu đây. Tối quá rồi, chả có ai mua dầu nữa. Thôi, tìm chỗ nào nằm nghỉ tạm. Thảm cỏ này êm quá, nằm đây ngủ một giấc đến sáng cũng được. Nè ăn đi. Ôi nhiều đồ quá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ông bá hộ có lòng tốt, nhưng bánh này không được thơm. Bánh có mùi tanh, không ăn được. Trời ơi, thì ra các cô hồn đang chơi bánh nhà ông bá hộ. Anh nói thật chứ, có chuyện đó sao? Các cô hồn chơi bánh nên đã không ăn à? Vâng, họ nói là người làm đã để bánh cạnh đống cá ương, cho nên là bánh có mùi tanh, họ không ăn. Thôi được, tối nay ta sẽ cho người làm lại bánh. Người có thể ở lại đó nghe ngóng giúp ta xem họ có hài lòng không nha. Ông sẽ trả công cho tôi chứ? Tất nhiên là ta trả rồi. Dù ông bá hộ đã cho người làm lại bánh, nhưng những cô hồn vẫn không ăn. Họ chê bánh được nấu bằng củi ở chuồng heo. Ông bá hộ buồn lắm, hỏi lại thì rõ ràng bọn gia nhân đã lấy mấy khúc củi ở chuồng heo mà chụm lửa nấu bánh. Có lẽ ta phải lên chùa nhờ các sư thầy làm bánh để cúng lại lần nữa thôi. Ê, các cô hồn họ không ăn thì thôi, việc gì mà ông phải cúng lại cho vất vả tốn kém chứ. Họ đều là những cô hồn không có người thân nên quanh năm đói khát. Ta thấy thương tình nên muốn họ được no bụng. Đã làm phước thì phải làm cho trọn vẹn. Bánh của nhà chùa đã làm xong, bánh này có thể cúng cô hồn được rồi. Cảm ơn sư thầy đã giúp ạ. Không biết là các cô hồn có tới ăn bánh không nữa. Trời ơi, bánh ngon quá. Ông bá hộ thật là tốt bụng. Lần này chúng ta được ăn no nê rồi. Chúng ta phải đền ơn này cho ông bá hộ mới được. Vậy 10 ngày nữa chúng ta sẽ mang vàng bạc tới trả ơn cho ông ấy. Đền ơn bằng vàng bạc sao? Phen này ông bá hộ gặp may rồi. Tội gì ta phải nói cho ông bá hộ biết cơ chứ. Cứ im lặng thì chẳng phải chỗ vàng bạc của cô hồn đền ơn sẽ về tay ta hay sao? Anh bán dầu thế nào? Tối hôm qua các cô hồn có ăn bánh của ta không? Dạ có ạ. Họ ăn rất ngon lành. Thế thì tốt rồi. Vậy họ có nói gì không? Dạ không nói gì cả. Họ chỉ ăn hết bánh mà thôi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Công của anh đây. Tôi không lấy tiền công nữa. Chỉ xin ông một điều thôi ạ. Ở đây nhiều người mua dầu, tôi muốn được dựng một căn lều ở chỗ đất trống trước nhà ông để ở tạm. Chỉ 10 ngày thôi rồi tôi đi. Thế thì có gì đâu, anh cứ việc dựng lều, có cần thêm gì thì cứ nói ta sẽ giúp. Còn tiền công thì cứ cầm lấy đi. Cảm ơn ông. Vậy là anh bán dầu dựng một căn lều tạm bên cạnh những ngôi mộ gần nhà ông bá hộ để chờ tới ngày những cô hồn đền ơn. Chẳng mấy mà 10 ngày đã trôi qua. Có 3 chiếc chum trước cửa nhà ông bá hộ, ta phải tới gần xem sao. Ta phải lấy hết vàng mang đi trước khi ông bá hộ nhìn thấy. Trời ơi, rắn! Anh bán dầu, anh làm gì ở đây thế? Ở đâu ra mà nhiều vàng bạc thế này? Đã đến nước này thì đành phải nói thật vậy. Đây là 3 chum vàng. Đêm qua tôi nghe các cô hồn nói mang tới để đền ơn ông, vì ông đã làm bánh cho họ được ăn no đấy ạ. Thật vậy sao? Họ đâu cần phải làm thế chứ. Thôi thì ta sẽ nhận để chia cho những người nghèo. Anh cũng có công, ta tặng cho anh 2 thỏi vàng này. Ông thật nhân từ, đội ơn ông. Có vàng rồi, giờ ta không cần phải đi bán dầu nữa rồi. Ta phải vào quán uống một trận cho đã đời, kết thúc những tháng ngày đi bán dầu vất vả. Chủ quán đâu, mang thật nhiều thịt và rượu ra đây. Hôm nay ta phải làm một bữa thật say. Chủ quán đâu, tính tiền cho tôi. Trời ơi, tiền của tôi đâu?
ai mua dầu không? Vậy là anh bán dầu lại phải tiếp tục đi bán dầu. Thật đúng với chân lý của cuộc đời, người tốt thì sẽ luôn gặp may, còn kẻ xấu tham lam thì chẳng bao giờ nhận được những điều tốt. Làng điếc. Ngày xưa, có một làng nọ không hiểu tại phong thủy hay vì một cớ địa lý gì khác, mà cả làng đều điếc hết. Điếc từ ông Lý, ông Hương cho đến anh Mỏ. Điếc từ ông già bà lão cho đến cô gái ngây thơ, anh nông phu trai tráng. Tất cả đều điếc chẳng chừa một ai. Mai làng mình có cỗ bên nhà ông cả, mời bác sang sớm. Mai nước về đầy sông cả hả? Rượu nhà tôi đầy nước rồi, nước về thì mặc nước. Ăn cỗ chứ không phải uống nước ăn trầu. Biết rồi, lúc nào trâu nhà tôi cài xong rượu nhà tôi thì tôi cho mượn. Gớm, mua bầu thì phải vào trong làng, chứ ra đây ai bán? Hai cái người này rõ chán à. Có một điều là không ai chịu nhận mình điếc. Nghe không hiểu, họ cũng chẳng bao giờ hỏi lại. Họ chỉ nghe qua một lần, rồi tùy hoàn cảnh và thái độ của người nói mà hiểu theo ý mình. Một hôm, tôi có ba con dê đi lạc. Nếu bác có trông thấy, làm ơn bảo cho tôi đi tìm. Thế nào tôi cũng đền ơn bác, không dám quên. Hình như anh ta đang muốn tranh đất nhà mình thì phải. Thôi được rồi, mình phải giải thích cho anh ta mới được. Anh định hỏi làm gì mới được chứ? Thửa ruộng này từ đây cho tới cái đập nước đằng kia là của Hương Hỏa ông cha tôi để lại, có giấy tờ rõ ràng. Bác ấy chỉ về phía đập nước, tức là dê của mình đi lạc tới đập nước đằng kia ư? Vâng, thế cảm ơn bác, để tôi tới đó xem sao. Gớm chưa? Anh ta định đi kiểm tra xem có phải đất nhà mình dài tới cái đập nước không chứ gì. Tôi đã ngăn bờ rõ ràng rồi đấy. Trời ơi, bác ấy nói đúng quá. Ba con dê của mình đây rồi. Mình đã hứa là sẽ cảm tạ bác ấy. Mình sẽ tặng bác ấy một con dê. Con dê kia của mình bị thương ở chân rồi. Thôi, mình sẽ biếu bác ấy con dê đó vậy. Này bác, cảm ơn bác nha. Nhờ bác tôi mới tìm lại được đàn dê mau chóng thế này. Tôi biếu bác con dê nhỏ này gọi là... Ông này lại còn muốn gì nữa? Dê của ông tôi chẳng hề trông thấy bao giờ. Cả con dê què này cũng thế. Sao ông lại định vu oan cho tôi đánh què dê của ông? Bác dê ơi, tôi không thể biếu bác hai con dê lành được. Tôi biếu bác thế nào là quyền của tôi chứ? Tôi đã nói là tôi không động gì tới dê của anh. Sao anh cứ đổ lỗi cho tôi làm dê của anh bị què thế nhỉ? Khổ lắm, không được đâu. Hai con dê lành tôi còn phải mang về lấy sữa. Bác nhận con dê què này đi. Nếu bác không nhận, tôi sẽ không cho bác con dê nào đâu. Anh có nhìn thấy tôi làm gì con dê này không? Mà nổ tại tôi làm nó què. Đã thế, tôi không biếu bác con dê nào nữa nha. Người đâu mà tham thế. Không hiểu có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ở đây, bây giờ thì nhờ anh này phân xử giúp. Anh phân xử giúp tôi nha. Chuyện là thế này, tôi bị lạc mất ba con dê, nhờ bác ấy chỉ giúp nên tôi tìm lại được. Tôi muốn đem con dê què này biếu bác ấy để đền ơn, nhưng bác ấy tham lam vô độ, lại còn đòi lấy nốt cả hai con dê lành. Chuyện là thế này, tôi đang cày trong ruộng của tôi. Ông này bỗng nhiên ở đâu chạy đến đòi tra hỏi đất nào là đất của tôi. Tôi bèn chỉ cho ông ta xem cái đập nước đằng kia là giới hạn đất của tôi, và thửa ruộng này là của ông cha tôi để lại. Ông ấy khám đất xong chắc ba con dê này đến, vu cáo một cách vô lý rằng tôi đánh què con dê của ông ta. Mời anh xuống đây phân xử giúp chúng tôi với. Trời ơi, bọn họ định lấy ngựa của mình sao? Con ngựa này là của tôi. Lúc tôi mua về nó còn là một con ngựa con. Chính tay tôi đã chăm sóc nó cho đến tận bây giờ. Các ông định ăn cướp ngựa ban ngày ban mặt thế này sao? Anh phải xuống đây phân xử cho chúng tôi. Anh xuống đây xem ai đúng ai sai. Chứ thế này chúng tôi không thể chấp nhận được. Đã thế thì tôi quyết chiến với hai người. Đừng còn lấy ngựa của tôi nha. Họ đang nói cái gì thế nhỉ? Hình như về chuyện tế lễ gì đó. Thôi được rồi, các người yên lặng để nghe ta nói đây. Chuyện tế lễ thì bình thường, có gì mà phải mang nhau lên đây kiện cáo. Thế thôi nha, các ngươi về đi, mọi chuyện coi như hòa. Quan xử mấy người kia mỗi người 100 trượng đấy. Trời ơi, đau quá. Tôi bị oan mà. Dừng lại, tại sao lại đánh người? Ta có lệnh cho các ngươi đánh người đâu.
ta bảo chừng cơ mà. Dừng lại, không được đánh nữa. Cả làng ta đều bị điếc, chỉ vì sĩ diện mà làm khổ nhau. Từ giờ ai chưa hiểu rõ chuyện, hãy hỏi cho ra nhẽ, hoặc viết ra giấy. Từng người trình bày ra giấy. Vậy là từ đó, mọi người trong làng được một bài học. Họ không sĩ diện, tự cho rằng mình thông minh, phán đoán được tất cả mọi chuyện nữa. Họ tìm hiểu cặn kẽ, khi rõ sự việc mới thôi. Làng cũng trở nên yên bình và sống chan hòa hơn. Mẹo trảy kinh. Giờ tôi phải lên đường trở về kinh thành rồi. Bác giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn chú đã không quản ngại đường xá xa xôi đến thăm tôi, lại còn quà cáp tốn kém nữa. Hôm nào có dịp tôi sẽ lên kinh thành thăm chú. Mình đúng là chủ quan quá. Mang đi có mấy đồng bạc mà lại còn tiện đường ghé thăm người bà con. Mua cho anh 8 ít quà nên giờ chẳng còn tiền mà về kinh nữa rồi. Không lẽ lại phây anh ấy thì xấu hổ chết đi được. Thôi, đang đói, kiếm quán nào ăn một chút lót dạ rồi tính tiếp nào. Món ăn ở đây cũng hợp khẩu vị đấy chứ. Chủ quán, tính tiền. Ăn xong bữa cơm này, trong người mình giờ chỉ còn có vài xu lẻ. Làm sao về kinh bây giờ? Về đến kinh cũng phải mất 3-4 ngày đường. Làm thế nào bây giờ? Này, nghe nói ấp trưởng lại tăng thuế đấy. Đã đói kém thế này rồi, tôi cũng nghe bảo là tăng lên hẳn 20 quan tiền. Thế này thì chết. Cứ vài 3 tháng lại tăng thuế một lần. Đã giàu lại còn tham nữa chứ. Hắn thích xu nịnh quan trên nên cũng muốn làm thế để lập công ấy mà. Chỉ có dân làng là khổ thôi. Chẳng hay tiên sinh là người ở đâu đến đây mà lại muốn tá túc lại nhà của tôi thế? Ta chỉ là người qua đường đến xin tá túc. Nếu như ấp trưởng không có lòng thì ta xin kiếu. Miếng ngọc đẹp quá, cho hỏi... Ha, chỉ là miếng ngọc tầm thường thôi, quả thật không có gì đáng xem hết. Miếng ngọc rõ đẹp và quý thế kia mà hắn bảo tầm thường, tưởng ta không biết sao? Có được miếng ngọc này chắc hẳn hắn ta cũng không phải hạng qua đường vớ vẩn. Ta cứ thử giữ lại thiết đãi, biết đâu lại có lộc. Nếu không chê thì mời ngài ở lại dùng bữa tối rồi sáng mai hãy lên đường. Như thế có làm phiền ngài và gia đình không? Phiền cái gì chứ, ngài không phải quá câu nệ. Nếu ấp trưởng đã có lòng thì tôi đây xin có dạ. Chẳng hay tiên sinh có công danh chức vụ gì trong triều đình không ạ? Tôi xem tiên sinh cũng không phải người tầm thường. Ấy, tôi chỉ là một người dân qua đường thôi. Chẳng giấu gì tiên sinh, tôi cũng có chút kiến thức về xem ngọc. Miếng ngọc mà tiên sinh đeo, nếu không phải hạng quan to thì làm sao có được chứ? Trừ phi tiên sinh nhặt được ở đâu. Ngài nói gì cơ? Miếng ngọc nào? Thôi, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Mai còn lên đường sớm, ngài cứ từ từ dùng bữa nha. Sao hắn ta có vẻ bối rối khi nhắc tới miếng ngọc đó nhỉ? Phải chăng hắn đích thực đã ăn cắp miếng ngọc, sợ mình phát hiện báo quan chăng? Được, để ta xem ngươi thế nào. Đúng là một đêm ngon giấc, có thể lên đường được rồi. Người muốn chạy ư? Tên tội phạm kia, ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Chạy đâu cho thoát, bắt hắn lại giải về kinh để chúa thượng trị tội. Các ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra. Những người quỳ dưới kia là ai? Mau khai báo đi. Bẩm chúa thượng, con là ấp trưởng của thôn Thiên Bình. 3 hôm trước kẻ này có qua tệ xá của con, xin được nghỉ nhờ. Thấy hắn có vẻ gian trá nên con đã bí mật theo dõi và phát hiện ra một âm mưu lớn. Gói này là độc dược của chúa thượng, gói này là của bà chính cung, còn đây là của thái tử. Thò gan, kẻ nào mà dám âm mưu đầu độc ta, mau ngẩng đầu lên ta xem nào. Còn không mau ngẩng đầu lên. Bái kiến chúa thượng. Hả?
Hả? Là Trạng Quỳnh sao? Người dám to gan đầu độc trẫm sao? Vâng, thần chính là Trạng Quỳnh ạ. Khải chúa, bắt tội thì phải có bằng chứng. Tên này đột nhiên vu cáo thần rồi bắt trói, thần cũng không có cách nào phản kháng ạ. Ngươi còn giảo biện. Chính ta nhìn thấy ngươi lén là lén lút ghi ghi chép chép rồi giấu thuốc dưới tay áo. Mau mang tới đây. Ngươi hết đừng chối cãi nha. Ta thì lập được công lớn rồi, kiểu gì chúa cũng ban thưởng hậu hĩnh và thăng chức cho ta. Thuốc độc mà ngươi nói đây sao? Ngươi tự mình xem đi. Sao sao lại thế này? Sao chỉ toàn cơm khô thế này? Còn chữ ghi trên vỏ thuốc đâu? Làm gì có dòng chữ nào? Khải chúa, thế là rõ ạ. Hắn định vu oan cho thần, hòng lập công lấy lòng chúa đấy ạ. Chứ thần nào dám có ý định phạm thượng. Đúng là Trạng Quỳnh vô tội, nhưng tài giỏi như Trạng Quỳnh mà cũng ăn cả cái thứ phước đi này à? Bẩm, nhà chúa thừa thải mới gọi đó là của phước đi, chứ thần dân bên dưới đâu dám phung phí một hạt. Họ gọi cơm gạo là ngọc thực đấy ạ. Tên ấp trưởng hỗn láo kia, người có biết đây là Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh trong thiên hạ không? Khi không dựng chuyện vu cáo quan Trạng, đổ oan cho người tốt, làm kinh động đến ta, phạt người 20 gậy, cách chức ấp trưởng. Xin chúa thượng tha cho con, xin chúa thượng tha cho con. Trạng Quỳnh, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta nghĩ hắn không tự dưng vô cớ mà kiện ngươi đâu. Chúa thượng anh minh, đúng là không nhìn lầm người bao giờ. Thần cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, để hắn bớt thói tham lam và nịnh bợ thôi ạ. Thôi, không còn việc có ngươi nữa, ngươi lui về đi. Dạ, tạ chúa thượng, thần xin cáo lui. Vừa được đưa về kinh mà không tốn chút công sức nào, vừa dạy cho tên ấp trưởng kia một bài học, chẳng phải là một công đôi việc sao? Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!